Chúng ta đi học lông xà, chúng ta có học, chúng ta quan sát nhiều ống dẫn lưu trong bụng, đúng chưa? Dẫn lưu phân bụng nha. Thì hầu hết cái dẫn lưu phân bụng chúng ta học là dẫn lưu điều trị, như là sau mổ như thuốc mạch, tập dẫn lưu để cho cái dịch trong phân bụng nó, cái dịch dẫn lưu trong phân bụng nó, cái dịch trong phân bụng nó được dẫn lưu ra ngoài. Dịch đó là dịch có tính chất bệnh lý nha. Ít khi nào chúng ta thấy dẫn lưu phòng ngừa, đúng chưa? Bữa nay chúng ta sẽ quan sát ha, một trường hợp có đặt dẫn lưu phòng ngừa. Đây, dẫn lưu phòng ngừa nha. Bệnh nhân này là thủng thực quản nha, đã được khâu khâu cái lỗ thủng đó lại và đặt dẫn lưu cạnh cái vị trí khâu đấy nha. Ống dẫn lưu này là ống dẫn lưu đặt cạnh cái vị trí khâu của thực quản bụng nè. Còn ống dẫn lưu này là ống dẫn lưu mở không tràn ra da, đúng rồi chưa? Vậy thì một bệnh nhân có được đặt ống dẫn lưu phòng ngừa thì chúng ta không khám hàng ngày như thế nào và chúng ta xử trí như thế nào, nắm được không? Trước tiên chúng ta phải phân biệt rõ là dẫn lưu phòng ngừa là gì, dẫn lưu điều trị là gì nha. Dẫn lưu phòng ngừa là gì? Dẫn lưu phòng ngừa là chúng ta phòng ngừa cái xì dò chỗ khâu nối của ống tiêu hóa. Còn dẫn lưu điều trị là gì? Dẫn lưu điều trị là chúng ta làm thoát lưu, làm chuyển lưu cái dịch có tính cách bệnh lý hiện hữu trong phân bụng ra bên ngoài, nắm được chưa? Như vậy vào thời điểm đặt dẫn lưu, vào thời điểm đặt dẫn lưu thì cái vị trí đặt dẫn lưu phòng ngừa đấy là hoàn toàn không có dịch, nắm được chưa? Còn vào thời điểm đặt dẫn lưu, cái vị trí chúng ta đặt dẫn lưu điều trị đấy là có dịch bệnh lý, có thể là thường là mủ, không được không? Rồi thứ hai nữa là gì? Là cái vị trí đặt dẫn lưu phòng ngừa đó luôn luôn nằm ở lân cận cái chỗ khâu nối mà chúng ta nghĩ là nó có nguy cơ xì dò. Còn vị trí đặt dẫn lưu ở dẫn lưu điều trị thì đặt ở vùng thấp, đặt ở vùng thấp, cái nơi mà dịch nó sẽ tập trung ở vùng đấy để được dẫn lưu ra ngoài. Như vậy trong hầu hết các trường hợp thì dẫn lưu điều trị là đặt ở đâu? Nếu là di phúc mạc toàn bộ đặt ở đu la, không được chưa? Rồi trong thời gian hậu phẫu, trong thời gian hậu phẫu dẫn lưu điều trị chúng ta theo dõi cái gì, dẫn lưu phòng ngừa chúng ta theo dõi cái gì nha? Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá toàn trạng bệnh nhân, cả hai đều phải đánh giá toàn trạng bệnh nhân nha. Bệnh nhân dẫn lưu điều trị, bệnh nhân dẫn lưu điều trị thì sao gọi là diễn tiến tốt về mặt toàn trạng? Về mặt toàn trạng thì bệnh nhân toàn trạng bệnh nhân khá lên, đúng chưa? Rồi toàn bệnh nhân khá lên, nhưng không còn sốt nữa. Dù trước khi mổ bệnh nhân sốt 39-40 độ, sau khi mổ bệnh nhân không sốt nữa thì đó là diễn tiến tốt. Còn về dịch dẫn lưu thì dẫn lưu điều trị nó có ra dịch hay không? Chắc chắn sẽ có ra, nhưng mà dịch đó sẽ có xu hướng là gì, là nó giảm dần về số lượng và nó trong dần về tính chất vật lý. Và nếu chúng ta ngửi thì nó sẽ có mùi hôi, nó sẽ bớt dần và những tiếng tốt. Trong khi đó dẫn lưu phòng ngừa thì sao? Dẫn lưu phòng ngừa thì không có ra gì hết, đúng được chưa? Tại vì sao? Tại vì chúng ta phòng ngừa thôi. Cái lúc ta đặt dẫn lưu đấy thì không có dịch nó hiện diện ở cái vị trí đặt dẫn lưu, cho nên nó không ra gì hết. Chứ vậy một trường hợp dẫn lưu phòng ngừa bình thường là gì? Là bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu gì mà toàn thân không có sốt, đúng được chưa? Ống dẫn lưu không có ra gì hết thì là dấu hiệu bình thường. Trong khi đó nếu dẫn lưu điều trị mà dẫn lưu không ra gì hết là dấu hiệu bất thường, chứng tỏ dẫn lưu bị ngạt, nắm được chưa? Như vậy là dẫn lưu điều trị là sao? Cái lượng dịch nó giảm dần về số lượng, trong dần về màu sắc và bớt hôi dần về mặt lý tính, đúng chưa? Còn dẫn lưu phòng ngừa thì sao? Là nếu là bình thường thì từ lúc đặt đến lúc chúng ta rút thì không có ra gì hết. Nếu nó ra thì ra dịch, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ chỗ khâu nối nó không có lành, nắm được chưa? Nắm được không? Như vậy trường hợp này bệnh nhân này toàn trạng nhân tốt nè, bệnh nhân này đã được đặt ống dẫn lưu này là ngày thứ tư rồi, ta thấy thứ năm không có ra gì hết. Ống nữa là ba ông bác sĩ mới rút ra xong. Không có ra gì. Nhưng như thế này là bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân khai là gì? Bệnh nhân khai là ngày hôm qua là những con sốt cao, sốt có lạnh run. Thì cái sốt đấy có thể có liên quan đến cái chỗ khâu nối, nên là nó rỉ dịch ra chỗ khâu nối, có thể không. Cho nên chúng ta cũng phải cảnh giác, có thể là có vấn đề gì ở miệng nối, mặc dù khả năng nó thấp. Đúng chưa? Cái sốt trên toàn thân chứng tỏ là có thể có vấn đề gì ở miệng nối, chỗ khâu đấy. Nhưng ngược lại ta thấy dẫn lưu này nó không có ra gì hết nha.
ra chút xíu dịch hơi được nè. Đấy, để theo dõi thêm coi sao nha, dịch hơi được chút xíu nè. Đây, quay đây chưa? Có quay được không? Rồi theo dõi thêm 1-2 hôm nữa xem coi sao nha. Nếu ngày mai ngày mốt nó ra nhiều là chứng tỏ nó có giò, nó có giò, nó lít cái chỗ khâu rồi. Còn nếu nó làm tốt thì chúng ta yên tâm hơn nha. Rồi cái dịch này là dịch đục thì cũng chưa nói được gì hết. Khi nào rút ống vẫn luôn, khi nào rút ống vẫn luôn, vẫn luôn điều trị thì chúng ta rút trong vòng 48 đến 72 giờ. Nếu như cái lượng dịch đây nó hơi nhỏ hơn 30ml và nó trong nha. Còn vẫn luôn phòng ngừa chúng ta rút chừng nào, khi nào là không còn cái nguy cơ xì dò miệng nói nữa chúng ta mới rút, đúng chưa? Mà nguy cơ xì dò miệng nói thì nó xảy ra vào ngày nào? Nếu có xì dò miệng nói thì cái sự xì dò đó xảy ra vào ngày thứ năm đến ngày thứ bảy hậu phẫu. Cho nên đối với vẫn luôn điều trị thì chúng ta phải để qua cái thời điểm đấy là 5 đến 7 ngày sau mổ mà nó không ra dịch chúng ta mới rút. Rồi vẫn luôn điều trị thì trước khi rút có làm gì không? Vẫn luôn điều trị trước khi rút ta phải siêu âm lại bụng, để xem coi trong bụng có dịch tồn luôn hay không, nghe là chúng ta mới rút là tốt nhất. Còn vẫn luôn phòng ngừa trước khi rút chúng ta làm gì? Có thể siêu âm lại bụng, nhưng điều quan trọng là gì? Chúng ta phải chụp cái kiểm tra ống tiêu hóa để xem có thuốc cân qua nó thoát ra ngoài không. Ví dụ trong trường hợp là bệnh nhân này là theo dõi một cái phòng ngừa cái xì cái giò chỗ khâu nối thực quản thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân chụp cái thuốc cái chiết quang thực quản và cản quang, mà với điều kiện là thuốc cản quang đấy nó tan trong nước chứ không phải là thuốc cản quang baric nha, để nó có lít ra ngoài, nó có giò ra ngoài thì cái thuốc cản quang tan trong nước nó cũng hấp thu được vào trong bụng, không được chưa? Vậy bữa nay ngày học khẩu thứ năm, ngày mai và ngày mốt tôi sẽ cho chụp chiết quang thực quản và cản quang với telemetric nha. Nếu không có thuốc cản quang nó thoát ra ngoài cái chỗ khâu thì chúng tôi sẽ cho rút cái dẫn lưu phòng ngừa này, nắm được chưa? Nói tóm lại, dẫn lưu điều trị là dẫn lưu của dịch tiền hữu ở trong phân bụng, dịch bệnh lý trong phân bụng và rút sau 48 đến 72 giờ. Còn dẫn lưu phòng ngừa là dẫn lưu ở cạnh cái miệng nói để ngừa cái biến chứng xì dò cái miệng nói. Nếu có xì dò thì chúng ta sẽ chuyển cái dò đấy, cái xì đấy ra ngoài chứ không có chảy vào trong phân bụng nha. Và rút sau 5 đến 7 ngày qua khỏi thời điểm là miệng nói có nguy cơ xì dò, đúng được không? Trước khi rút dẫn lưu thì chúng ta phải cho siêu âm kiểm tra lại. Trong trường hợp dẫn lưu phòng ngừa có thể chụp chiết quang kiểm tra miệng nói để xem coi cái nó có lít, nó có rỉ, nó có thoát thuốc cân quang ra ngoài miệng nói hay không nha, chỗ không nói hay không. Rồi